Thân hùng For Show đi cùng Cảm bóng đá, ghét thân hùng sắm giày chính hãng. Nếu như những mùa giải trước, cầu thủ ra đi với dàn chuyển nhượng tự do được rất nhiều câu lạc bộ ưa thích săn lùng, thì ở mùa giải này có vẻ như các nhân tố đó dù có xuất sắc đến mấy cũng khó tìm cho mình bên đồ mới. Trào lưu ký hợp đồng với cầu thủ tự do nhanh chóng thoái trào bởi những yêu sách của các cầu thủ có giá không đồng. Bây giờ danh giá của các ngôi sao tự do đang bị đề mốt thật nhanh. Các ngôi sao vừa hết hợp đồng trong mùa hè 2022 đang phải mòn mỏi chờ đợi hợp đồng mới. Sau đây, hãy cùng với Cảm Show đi tìm hiểu những nguyên nhân xoay quanh thực trạng này. Mùa hè 2021, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma là những ngôi sao không đồng đình đám nhất thị trường chuyển nhượng. Hiện tại danh sách này được lấp đầy bởi Cavani, Mata, Marcelo, Isco. Họ là những cầu thủ rất chất lượng nhưng vẫn chưa tìm được bên đội mới sau khi hết hạn hợp đồng cùng với đội bóng cũ. Vậy nguyên nhân là gì khi các đội không quá mặn mà với những mặt hàng này nữa? Như đã biết thì kể từ sau vụ kiện nổi tiếng với cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman vào năm 1995, đạo luật Bosman ra đời giúp cầu thủ có thể tự do đàm phán tìm kiếm bên đội mới trong sự nghiệp sau khi hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản chỉ còn 6 tháng. Một đội bóng có thể ký với họ mà không cần phải trả tiền chuyển nhượng, miễn sao đáp ứng yêu cầu về mức lương thưởng. Với sự xuất hiện của Covid-19, người ta tưởng rằng đây là lúc để đạo luật Bosman lên ngôi, bởi hầu như các đội bóng đều gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên trào lưu này lại nhanh chóng thoái trào. Nguyên nhân đầu tiên chính là quyền lực của các cầu thủ bị suy giảm. Vào tháng trước, làng bóng đá chứng kiến một thương vụ vào dạng vô tiền khoáng hậu khi Barcelona chia tay Ousmane Dembélé rồi lại ký hợp đồng sau 2 tuần. Khoảng nửa năm trước, ban lãnh đạo Barca đề nghị Dembélé gia hạn hợp đồng với mức lương bị cắt giảm như mọi đồng đội. Dembélé cùng người đại diện không đồng ý, quyết tâm rời đội bằng được vào mùa hè này. Nhưng rồi, chẳng có đội bóng nào chịu nhận Dembélé. Anh phải muối mặt trở lại với Barca theo hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với mức lương giảm từ 15 triệu euro xuống còn 11 triệu euro. Dembélé là ví dụ điển hình cho thấy quyền lực của cầu thủ đã suy giảm thế nào sau khi làng bóng đá lao đao vì đại dịch. Thứ hai chính là việc các cầu thủ và người đại diện đang dần trở nên tham lam. Họ nhận ra đội bóng không tốn một xu để có được mình nên yêu cầu phí lót tay và một mức lương rất cao. Phải đợi rất lâu, ngôi sao không đồng như Pogba mới ký hợp đồng với Juventus. Diêu Anh đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ và ai cũng biết từ 1-2 năm trước Pogba sẽ chia tay Man United trong mùa hè này. Điểm qua danh sách những ngôi sao tự do đang chờ ký hợp đồng mới, chúng ta dễ dàng nhận ra sự ế ẩm. Luis Suarez mới đây cũng đã phải quay về quê nhà để khoác áo Nacional khi không có câu lạc bộ châu Âu nào tỏ ra sốt sắng với việc chuyên mộ ngôi sao đã hết hợp đồng với Atlético Madrid. MLS cũng trở thành chốn dung thân cho Gareth Bell, trong khi đồng đội cũ của anh là Marcelo vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới. Tiếp đến, chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên khi Mata và Cavani vẫn đang thảnh thơi vào lúc này, vì họ đã quen được trả lương hậu hĩnh trong thời gian ở Man United. Rời khỏi Old Trafford tới một câu lạc bộ nghèo hơn sẽ khiến họ phải giảm đáng kể kỳ vọng về lương bổng. Jesse Lingard thì may mắn tìm được bên đội mới là Nottingham Forest khi bị West Ham bỏ rơi vì yêu sách phí đàm phán lên tới 20 triệu bảng. Nói đúng hơn thì các đội bóng không muốn trở thành kẻ yếu thế trên bàn đàm phán nên họ sẽ tránh những cầu thủ có yêu sách như vậy. Một giám đốc điều hành cấp cao ở Premier League cũng lý giải thêm về điều này. Họ và công ty môi giới quá tham lam. Những tác động kinh tế sau dịch Covid-19 khiến mọi câu lạc bộ đều cố gắng trả ít tiền chuyển nhượng hơn, đồng thời tìm cách cắt giảm tiền lương. Vì vậy thời đại mà cầu thủ tự do có thể đàm phán tiền lót tay và lương hậu hĩnh đã qua rồi. Chỉ một số cầu thủ hàng đầu mới đủ tầm làm điều đó. Có rất nhiều cầu thủ tự do vẫn đang thất nghiệp, nhưng họ đều muốn hưởng lương cao đến mức ngớ ngẩn. Đây là lý do tại sao bạn sẽ thấy một số tên tuổi lớn bất ngờ chuyển đến Ả Rập Xê Út hoặc Qatar. Họ ngày càng mất giá trong mắt các đội bóng hàng đầu châu Âu. Nguyên do thứ ba, chất lượng cầu thủ có giá không đồng này thực sự đáng lo ngại. Đa phần họ chỉ còn hư danh chứ không còn được như thời kỳ đỉnh cao phong độ. Mùa hè này, một số cầu thủ tự do hàng đầu đã tìm thấy bến đỗ mới như Dybala đến Roma, Rudiger đến Real, Pogba, Di Maria đến Juventus, Bell sang Mỹ, Eriksen tới Man United. Trong danh sách các ngôi sao ra đi theo dạng tự do, chỉ có Eriksen và Rudiger có thể coi là một bước tiến mới khi họ gia nhập một đội bóng nổi tiếng. Phần còn lại đều đi ngang hoặc thụt lùi. Tuy nhiên, họ sẽ thể hiện ra sao trong màu áo mới vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Số còn lại đa phần đều bị hoài nghi về khả năng. Gần nhất là trường hợp của Pogba, tiền vệ người Pháp gia nhập Juventus sau khi rời Man United. Tuy nhiên, cầu thủ này vừa gặp chấn thương sụn chêm đầu gối và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu mất 5 tháng và lỡ luôn nguy cơ mất World Cup vào cuối năm. Đó là cái giá của việc thi đấu hời hợt trong một khoảng thời gian dài. Có thể nói, Juventus đang là đội hiểu nhất cầu thủ không đồng lại gì. Họ vừa phải chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm với Aaron Ramsey và đang cố đẩy Aaron Rabiot sang một câu lạc bộ khác. Đó là hai cầu thủ gia nhập thành Turin theo dạng chuyển nhượng tự do. Quả thật đôi khi không mất tiền thì đúng là của ôi anh em nhỉ. Mặt khác, thay vì chờ thêm 1 năm để tự do chuyên môn Erling Haaland, Marseille đã chi tiền để mua đứt hợp đồng của anh tại Dortmund. Ousmane Dembélé thì vội vã ký hợp đồng với Barcelona chỉ 10 ngày sau khi hợp đồng cũ đáo hạn. James Tarkowski chỉ chấp nhận mức lương mới giảm hẳn ở Everton để sớm ổn định chỗ đứng, trong khi đồng đội cũ của anh ở Burnley là Ben Mee và vẫn đang thất nghiệp vì không quyết định nhanh như thế. Đó cũng là những diễn biến cho thấy bây giờ người ta không còn sốt sắng với tư cách cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng nữa. Không phải tự nhiên mà khi Kylian Mbappé quyết định quay xe, ký hợp đồng mới với PSG thay vì gia nhập Real Madrid thời gian tự do. Tuy nhiên, mùa chuyển nhượng hè vẫn còn và từ giờ đến tháng 9 thì rất có thể đại đa số cầu thủ tự do trong những ngày này đều đã có câu lạc bộ. Vấn đề ở đây là họ đang ế ẩm, nghĩa là không có nhiều giải pháp để lựa chọn như cái thời mà các cầu thủ tự do luôn có quyền ra hàng loạt yêu sách. Nguồn tin của ESPN cho biết có một cầu thủ ngoại hạng Anh đang ngồi chờ đề nghị lót tay 10 triệu bảng cho hợp đồng 4 năm kèm lương 180.000 bảng mỗi tuần. Sốt ruột vì không có ai mời, anh ta giảm lương xuống 150.000 bảng một tuần, nhưng ế vẫn hoàn ế. Khá nhiều hợp đồng lớn đã được ký kết rất nhanh trong mùa chuyển nhượng này như Darwin Núñez, Tchouaméni, Rafinha, Lewandowski, Gabriel Jesus, Erling Haaland, vân vân. Có vẻ như bây giờ người ta đang quan tâm đến khía cạnh chuyên môn hơn là chi phí trong vấn đề chuyển nhượng. Bóng đá đỉnh cao ở châu Âu đã được nhận định là đang hồi sinh về tài chính sau 2 năm điêu đứng vì đại dịch. Nhìn chung, các ngôi sao tự do tuy không làm cho đội bóng mới tốn phí chuyển nhượng nhưng lại đòi hỏi mức lương rất cao, từ đó ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng thay đồ. Và suy cho cùng thì Messi, Wijnaldum, Ramos đều không đáp ứng được kỳ vọng sau những cuộc chuyển nhượng tự do của họ. Họ để lại tấm gương xấu và khiến cho trào lưu chuyển nhượng tự do nhanh chóng bị mờ nhạt. Chung quy lại thì cung và cầu sẽ đảm bảo phần lớn cầu thủ tự do tìm thấy đội bóng mới trước thời hạn thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 31 tháng 8. Họ không bị ràng buộc với thời hạn đó, nhưng họ cũng đang bắt đầu sốt ruột và hoảng sợ khi các câu lạc bộ đang dần lấp đầy chỉ tiêu 25 người và gần như không còn chỗ trống cho người đến muộn. Tất cả những người vẫn đang chờ đợi một khởi đầu mới tại một môi trường mới sẽ nhận ra rằng cầu thủ tự do hay cầu thủ không đồng đã không còn là một tấm vé thông hành của họ.